Xe này chết rồi, xe này chết rồi. Còn sợ anh ấy trôi nên là còn phải vừa tay cầm ô tay giữ anh ấy nữa. Xe này chết ở đây rồi. Đi được nó chết. Còn hai cô sau giật tay rồi. Ôi kìa. Ngó lên thì tắt tác nghiệp đấy. Nó trên thì chả tác nghiệp quá đấy chứ. Ông còn xem phim, còn chụp ảnh, còn quảng cáo làm cái gì? Mày về cho Dung xem à? Đấy, mày ăn tân tể, tôi thanh toán tiền. Tiền đi ai? Đó. Vào đây uống cà phê nhá. Nhá. Thì trong nó có massage. Có giảm giá 150.000 trên giờ kia anh ơi. Đang bơi đây. Vẫn ở Tân Lạc đây, đang bơi đây. Lên làm sao được? Muốn lên lắm nhưng không lên được. Tạnh rồi nhưng trên này đang nửa người, người ta nước người ta lên này, đang leo lên đây này. Đi được đâu, giờ mới đang đi, giờ mới đang ở giữa mùa đoạn quay nước lụt thôi nhá. Cô phải nói với Thành là nước cũng được quay về rồi. Đâu, cái Phượng đấy chứ anh, Thành nhỉ em thì... Thế mà Thành ấy bảo nước lên đấy rồi. Thế nó biết ngay mà. Nghe em thì quan tâm gì. Mình đang ngạc nhiên về Thành nó gọi cho cô này chứng tỏ nó xem là cô về không về, nó sợ. Về về, lại về đột xuất nữa. Để kiếm đôi dép. Thật Tú ơi, chả nói với anh gì cả. Mua đi ăn Sài Gòn làm vàng với anh ạ. Nước ở đây này, ở trên, trên đồi nó chảy xuống rồi này. Đấy, cống chả ra, chảy xuống. Chiếc máy lên rồi không không không. Xe đúng là có tiêu đây này anh này, không phải nó ấy đâu. Xe máy mà sao mà đi liều thế này mà ra đây. Ta đang quay video, ông nói để xuống lúc tung vào lên TV rồi đấy. Khả năng đấy. Là đã sắp hết chỗ luôn rồi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đây đâu. Đây rồi, xong rồi. Hết rồi, hết rồi.